ăn lẩu bò nhưng lại mắc xương cá. Lạ à nha. Một bạn nữ mới vừa ăn lẩu bò xong chạy đến phòng mạch bác sĩ Tiền than là: bác sĩ ơi, con mắc cái sợi gân bò ở trong cổ họng nè, nhưng mà soi vô thấy nguyên cái xương cá. Bởi vậy cẩn thận nha mọi người, lẩu bò nhưng mà nhiều khi là trộn với cá à.